Mến chào quý cô chú chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Phước Tài nha. Sẽ có một số hoa giấy cẩm thạch ghép nhiều màu và một số dòng khác muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Dạ em chào anh Thái, dạ em chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn em có một số cây hoa giấy để giao lưu với cô chú anh chị. Dạ em mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Địa chỉ nhà vườn em là ở ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ bắt đầu em lên mã số 1. Này 1 ca, một cây hồng găng và một cây dưa hấu hai màu. Dạ tán ngang 50, chiều cao 50, dạ dòng cổ là 11, cái này dưa hấu hồng với dưa hấu đỏ nha cô chú anh chị. Tán ngang 52, chiều cao 55, dạ dòng cổ là 14, dạ mã này em giao lưu 280k một cặp. Dạ mã 2k, cây bướm tím và một cây tím pháp. Dạ tán ngang 51, chiều cao 59, dạ dòng cổ là 9. Này tán ngang 43, chiều cao 54, dạ này dòng cổ là 10. Mã này cũng giao lưu là 280k một cặp. Dạ mã 3k, cẩm thạch phớt hồng, tán ngang 58, chiều cao 54, dạ dòng cổ là 8. Này tán ngang là 61, chiều cao 65, dạ dòng cổ là 9. Dạ mã năm giao lưu là 250k một cặp. Dạ mã 4k, cẩm thạch tím siêu hoa, này đang búp nụ của chú anh chị, tán ngang 40, chiều cao 43, dạ dòng cổ là 9. Dạ mã năm giao lưu 180k. Cây mini để bàn của anh chị em. Dạ mã 5k, cẩm thạch tím siêu hoa, tán ngang 43, chiều cao 52, dạ dòng cổ là 11. Dạ mã này em giao lưu là 200k. Dạ mã 6k, cẩm thạch 3 màu, màu hồng, màu đỏ và màu vàng. Dạ tán ngang 53, chiều cao 60, dạ dòng cổ là 11. Dạ mã này em giao lưu là 180k, cẩm thạch 3 màu. Dạ mã 7k, này cũng cẩm thạch 3 màu luôn, màu hồng, màu hồng đậm, màu hồng lợt, màu tím siêu hoa 3 màu. Tán ngang 50, chiều cao 61, dạ dòng cổ là 10. Mã này cũng giao luôn là 180k. Dạ mã 8k, này 4 màu lá xanh gồm màu trắng tiết, màu đỏ lửa, màu tím lửa và màu hồng hồng lửa. Tán ngang 40, chiều cao 68, dạ dòng cổ là 12. Dạ mã năm giao lưu 180k. Dạ mã 9k, này dưa hấu đỏ, tán ngang 54, chiều cao 68, dạ dòng cổ là 12. Dạ mã năm giao lưu là 200k. Dạ mã 10k, dưa hấu đỏ luôn, tán ngang 58, chiều cao 66, dạ dòng cổ là 10. Mã năm giao lưu 180k. Dạ mã 11k, cẩm thạch tím siêu hoa, tán ngang 43, chiều cao 50, dạ dòng cổ là 12. Dạ mã năm giao lưu là 220k. Dạ mã 12k,
tán ngang là 46, chiều cao là 54. Dạ dòng cổ là 13, mã này cũng giao lưu là 200k. Dạ mã 13k. Này 5 màu lá xanh. Siêu bồng anh chị em. Tán ngang 47, chiều cao 63. Dạ dòng cổ là 19, dạ, mã năm giao lưu là 300k. Gồm màu đỏ vết bi da, màu tím tuyết, màu trắng tuyết, tím siêu bông và màu ba la canh lai lá xanh đó cô chú anh chị, 5 màu. Dạ mã 14k. Cái này mà một màu má lai trắng với một màu tím quế, 2 màu. Tán ngang 58, chiều cao 65. Dạ dòng cổ là 11, mã nam giao lưu là 220k. Dạ mã 14k. Ủa 15 chứ, 15k. Tán ngang 51, chiều cao 67. Dòng cổ là 17, và mã năm giao lưu là 280k. 3 màu gồm phụng hoàng lửa, hồng găng và màu vàng hoàng kim. Vàng hoàng kim. 3 màu siêu đẹp luôn chị em. Dạ mã 16k. Này cẩm thạch 9 màu nha cô chú anh chị. Tán ngang 57, chiều cao 65. Dạ dòng cổ là 22, dạ mã năm giao lưu là 450k. Gồm đỏ, lửa, màu hồng, màu ba la canh, màu tím tuyết, màu trắng, màu hồng lợt, hồng đậm, cam cầu vồng. Cam cầu vồng. Dạ 9 màu. 9 màu cẩm thạch. Dạ mã 17k. Tím siêu hoa. Tán ngang 56, chiều cao là 62. Dòng cổ là 18, mã này em giao lưu là 250k. Cái thân nó bị lỗi thay chút nha cô chú anh chị. Dưới gốc này nó cũng bị dập chai chút. Dạ mã 18k. Tán ngang 55, chiều cao 69. Thì dòng cổ là 18, anh em giao lưu là 500k. Cẩm thạch tím siêu hoa. Dạ mã 19k. Cũng tím siêu hoa luôn. Cây đang sổ búp anh chị. Tán ngang 46, chiều cao 69. Dạ quần cổ là 24, và mã nam giao lưu là 500k. Dạ mã 20k. 4 màu lá xanh, gồm màu trắng tuyết, màu đỏ lửa, cam lửa và màu hồng lửa. Tán ngang 61, chiều cao 73. Dòng cổ 15, mã này em giao lưu là 300k. Dạ mã 21k. Đỏ vết pizza, tán ngang 62, chiều cao 71. Dạ dòng cổ là 13, mã này em giao lưu là 250k. Mã 22k. Này 6 màu cẩm thạch gồm màu hồng, màu tím tuyết, màu đỏ lửa, màu vàng, màu ba la canh, màu cam cầu vồng. Dạ 6 màu cẩm thạch. Tán ngang 56, chiều cao 80. Dạ dòng cổ là 14, dạ mã nam giao lưu là 280k. 6 màu cẩm thạch.
Dạ mã 23K cũng 6 màu cẩm thạch luôn, rồi màu tím tiết, cam cầu vồng, tím siêu bông, màu trắng, màu ba la canh và màu hồng. Dạ 8.053, chiều cao là 85. Dạ dòng cổ là 16, dạ mã 5 giao lưu là 300K. Dạ mã 24K, 5 màu Thái, rồi màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu trắng và màu hồng, 5 màu Thái. 8.063, chiều cao 92. Sạch nụ cho quý anh chị em. Dạ dòng cổ là 17, dạ mã 5 giao lưu là 350K. Dạ mã 25K cũng 5 màu Thái luôn. Cây phôm tàn tròn đặc ha. Dạ 8.066, chiều cao 91. Dạ dòng cổ là 21, dạ mã này em cũng giao lưu là 350K. Dạ mã 25K cũng là mã cuối clip của vườn em ạ. Cảm ơn ông Thái và cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ vườn em ạ. Chúc cô chú ngày mới vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Phước Tài nha.